Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Kinh tế 24 giờ của kênh truyền hình VOV Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Kim ngạch xuất nhập khẩu tăng hơn 84%. Kho bạc nhà nước huy động thành công 7.200 tỷ đồng trái phiếu. Chính phủ Cuba sẽ xóa bỏ loại thuế 10% đánh vào đồng đô la Mỹ. Phóng sự dừng gói 30.000 tỷ gỡ khó cho người dân như thế nào? Thưa quý vị, theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong nửa cuối tháng 2, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước đạt 13 tỷ 250 triệu đô la Mỹ, tăng 84,5% so với nửa đầu tháng 2. Về xuất khẩu, tổng kim ngạch nửa cuối tháng 2 đạt 6,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 87,5% so với nửa đầu tháng 2. Xuất khẩu tăng chủ yếu ở nhóm hàng điện thoại và linh kiện, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng, giày dép, hàng dệt may, phương tiện vận tải và phụ tùng. Về nhập khẩu, tổng kim ngạch nửa cuối tháng 2 đạt 6,65 tỷ đô la Mỹ, tăng 81,7% so với nửa đầu tháng 2. Chủ yếu ở các nhóm hàng như máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, sắt thép các loại. Mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành với tổng khối lượng gọi thầu là 6.000 tỷ đồng cho kỳ hạn 5 năm là 5.000 tỷ đồng và 10 năm là 1.000 tỷ đồng. Trong phiên đấu thầu, trái phiếu kỳ hạn 5 năm đã có 19 thành viên tham gia, khối lượng dự thầu hợp lệ lên tới 16.216 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,25% đến 7,2% một năm. Kết quả, lô trái phiếu kỳ hạn 5 năm đã huy động thành công 5.000 tỷ đồng, lãi suất trúng thầu 6,33% một năm. Ngoài ra, phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn 5 năm cũng huy động thêm được 1.500 tỷ đồng với 6 thành viên tham gia. Bên cạnh đó, trái phiếu kỳ hạn 10 năm cũng có 6 thành viên tham gia, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1.356 tỷ đồng, vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,9% đến 7,8% một năm. Kết quả đã huy động được 700 tỷ đồng trái phiếu 10 năm với lãi suất trúng thầu 6,95% một năm. Thưa quý vị, bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 năm 2016, cao tốc Hà Nội-Hải Phòng và quốc lộ 5 sẽ điều chỉnh tăng mức phí. Theo đó, quốc lộ 5 sẽ tăng mức phí lên 50%, cao tốc Hà Nội-Hải Phòng tăng khoảng 25% so với hiện nay. Theo đó, mức phí trên quốc lộ 5 sẽ dao động từ 45.000 đồng một lượt đến 200.000 đồng một lượt, tăng từ 15.000 đến 40.000 đồng một lượt. Còn tại cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, phí tăng trung bình 25% so với mức áp từ đầu tháng 12 năm 2015. Mức phí cao nhất là 840.000 đồng một lượt áp dụng cho xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên và xe container 40 feet cho tuyến từ vành đai 3 đến nút giao 356 Đình Vũ và ngược lại. Đối với ô tô dưới 12 chỗ, tăng từ mức 160.000 đồng một lượt lên 210.000 đồng một lượt. Từ ngày 25 tháng 2 năm 2016 đến hết ngày 25 tháng 3 năm 2016, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV triển khai chương trình khuyến mại tiền gửi tích lũy đầu xuân 2016 dành cho khách hàng cá nhân mở mới tài khoản tích lũy trẻ em và tích lũy bảo an. Với sản phẩm tích lũy bảo an của BIDV, khách hàng có thể dễ dàng để dành một khoản tiền cố định, định kỳ để thực hiện kế hoạch tài chính lớn trong tương lai. Thêm vào đó, tiết kiệm giờ đây không chỉ dành riêng cho người lớn, mà còn là thói quen nên tập trung cho con trẻ. Sản phẩm tích lũy trẻ em là công cụ hữu hiệu để bạn đồng hành và hỗ trợ con yêu học cách quản lý tài chính và tích lũy cho những mục tiêu mà bé mong muốn. Tham gia chương trình, khách hàng sẽ được nhận ngay nhiều quà tặng hấp dẫn và có giá trị. Thưa quý vị, ngày 17 tháng 3 vừa qua, Tập đoàn Hoa Sen đã chính thức khởi công xây dựng nhà máy Hoa Sen Hà Nam tại cụm công nghiệp Kiện Khê 1, thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, Hà Nam. Mức đầu tư xây dựng nhà máy này vào khoảng 3.000 tỷ đồng. Với việc khởi công xây dựng nhà máy tại tỉnh Hà Nam, Tập đoàn Hoa Sen kỳ vọng sẽ góp phần vào việc nâng cao năng lực sản xuất và tối ưu hóa khả năng cung ứng các mặt hàng ống thép và ống nhựa của Tôn Hoa Sen. Dự án nhà máy Hoa Sen Hà Nam là nhà máy thứ 8 của chúng tôi trên toàn quốc và mục đích đó là sẽ sản xuất cái ống thép và ống nhựa với công suất là 310.000 tấn ống kẽm một năm và ống nhựa là 55.000 tấn một năm và tổng mức đầu tư là 3.000 tỷ đồng và sử dụng là 1.000 lao động. Và mục tiêu của dự án này là sẽ cung ứng cái mặt hàng ống thép và ống nhựa cho khu vực miền Bắc.
Theo kế hoạch, dòng sản phẩm đầu tiên của nhà máy sẽ được cung cấp ra thị trường vào năm 2017. Hiện tôn hoa sen đang chiếm 40% thị phần tôn và gần 20% thị phần ống thép. Các sản phẩm tôn hoa sen đã có mặt tại hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, đáp ứng các yêu cầu khắt khe về kỹ thuật ở các thị trường khó tính như châu Âu, châu Mỹ. Phát biểu trong một cuộc họp báo ở thủ đô La Habana trước chuyến thăm Cuba của Tổng thống Mỹ Barack Obama vào tuần tới, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez tuyên bố chính phủ Cuba sẽ xóa bỏ loại thuế 10% đánh vào đồng đô la Mỹ được đưa vào nước này. Ông Rodriguez cho hay, việc bãi bỏ loại thuế này là để đáp lại các động thái của Nhà Trắng nới lỏng các hạn chế về tài chính đối với Cuba. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Cuba cũng nói rõ rằng, Cuba sẽ chỉ bãi bỏ loại thuế này sau khi kiểm chứng được sự hiệu quả của các động thái của Mỹ. Mỹ bắt đầu áp dụng chính sách đánh thuế vào đồng đô la sử dụng ở Cuba hồi năm 2004, khi Washington tăng cường các lệnh cấm vận tài chính và kinh tế chống La Habana. Ngân hàng Trung ương Anh ngày 17 tháng 3 đã quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức thấp kỷ lục 0,5%, được duy trì từ tháng 3 năm 2009, do lạm phát vẫn ở mức thấp và kinh tế xứ sương mù thì đối mặt với nhiều nguy cơ trong năm nay. Ngân hàng Trung ương Anh cũng không đưa ra thay đổi nào đối với chương trình nới lỏng định lượng QE nhằm tiếp đà tăng trưởng cho nền kinh tế. Biên bản cuộc họp của ngân hàng cho biết, Ngân hàng Trung ương Anh cảnh báo rằng sự bất ổn gia tăng xung quanh cuộc trưng cầu ý dân về việc Anh rời Liên minh châu Âu hay còn gọi là Brexit có thể làm người dân trì hoãn các quyết định chi tiêu, qua đó làm giảm mức tăng tổng cầu tại Anh trong ngắn hạn, đồng thời đó cũng là yếu tố khiến giá đồng bảng giảm khoảng 9% từ tháng 11 năm ngoái. Bộ trưởng Tài chính Anh George Osborne đã cảnh báo kinh tế Anh đang đối mặt với nhiều nguy cơ. Trong khi đó, mặc dù lạm phát đã tăng lên mức 0,3% trong tháng 1 năm nay, song nó vẫn còn cách rất xa mục tiêu 2% mà ngân hàng này đã đề ra. Thưa quý vị, gói hỗ trợ cho vay mua nhà 30.000 tỷ đồng bắt đầu triển khai từ tháng 6 năm 2013. Và ngay từ khi ra đời thì gói hỗ trợ tài chính này đã gặp không ít trục trặc vì nhiều quy định gây khó cho người đi vay. Và giờ đây, gói 30.000 tỷ đồng này đang khiến những người đang trong diện được vay vốn hỗ trợ đứng ngồi không yên khi thông tư số 11 của Ngân hàng Nhà nước quy định dừng giải ngân từ ngày 1 tháng 6 tới. Anh Vũ Văn Cường là giảng viên của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội. Hiện nay, anh đang vay gần 800 triệu đồng qua Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV để mua nhà từ gói 30.000 tỷ đồng. Sau khi tìm hiểu thông tin trên mạng, anh cảm thấy rất lo lắng khi biết Ngân hàng Nhà nước sẽ dừng gói 30.000 tỷ đồng. Vì đến sau ngày 31 tháng 5, anh vẫn còn một đợt giải ngân 275 triệu đồng. Về cái việc mà Ngân hàng Nhà nước ngừng cái gói vay 30.000 tỷ, thì với cái tính toán ban đầu của mình ấy, thì vợ chồng tôi cũng như là gia đình của những người mà vay dự án này sẽ bị có cái sự tính toán nhầm lẫn. Chẳng hạn như trước khi chúng tôi ra quyết định mua, thì chúng tôi đã tính toán là cái thu nhập của hai vợ chồng sẽ một phần để trả lãi, trả gốc theo cái diện vay của gói đấy, cộng với một phần để chi tiêu cho cá nhân, những cái chi tiêu của gia đình, một phần để trả tiền thuê nhà ở Hà Nội, điện nước. Đấy thì ban đầu chúng tôi tính toán là vừa đủ và cũng dư ra một chút. Nhưng nếu mà Ngân hàng Nhà nước mà ngừng giải ngân gói này và sau 1 tháng 6 mà áp dụng lãi suất theo lãi suất thương mại thì có thể là những tính toán của chúng tôi sẽ không được thực thi và không được khả thi so với thu nhập hiện tại. Không chỉ gia đình anh Cường mà còn rất nhiều gia đình khác chưa đến thời hạn cảm thấy lo lắng khi biết thông tin Ngân hàng Nhà nước dừng gói 30.000 tỷ. Để góp phần giúp người dân thu nhập thấp có cơ hội ổn định nhà, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho rằng Ngân hàng Nhà nước nên gỡ khó cho người dân bằng cách tiếp tục giải ngân cho hết 30.000 tỷ đồng. Theo tinh thần nghị quyết 02 thì chúng tôi thấy rằng cái việc mà chúng ta thực hiện cái này có thể gây ra những cái điểm nó tiêu cực nhiều hơn là cái điểm tích cực. Và vì thế là chúng ta không nên có cái quy định này, mà chúng tôi kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước xem xét thấu đáo vấn đề và có thể kéo dài cái quy định là giải ngân cho nó hết cái 30.000 tỷ này, thực chất còn có gần 500 tỷ nữa thôi. Và những cái hợp đồng mà đã ký kết với khách hàng chưa được giải ngân thì khi giải ngân sẽ tiếp tục được hưởng cái lãi suất 5% như quy định hiện nay. Nhằm hỗ trợ cho các đối tượng thu nhập thấp sớm ổn định chỗ ở,
Ngân hàng Nhà nước cho biết ngay khi dừng giải ngân gói 30.000 tỷ, thì những người trong diện được vay vốn ưu đãi sẽ tiếp tục được vay vốn với mức lãi suất khoảng 5% từ các gói hỗ trợ tài chính khác. Khi kết thúc cái gói 30.000 tỷ vào thời điểm 1 tháng 6, thì các ngân hàng thương mại cũng như ngân hàng chính sách xã hội sẽ tiếp tục triển khai cái hỗ trợ đối với, đặc biệt đối với người dân, người thu nhập thấp, được sẽ tiếp tục được vay với lãi suất ưu đãi có thể bằng hoặc là thấp hơn cái lãi suất của gói 30.000 tỷ để giúp người dân cải thiện cái chỗ ở, cải thiện cái điều kiện sinh hoạt. Như vậy, bên cạnh những cam kết từ phía Ngân hàng Nhà nước, cùng với việc mới đây Bộ Xây dựng đã có văn bản đề nghị Ngân hàng Nhà nước xem xét giải quyết theo hướng tiếp tục kéo dài thời hạn vay vốn ưu đãi để mua nhà ở xã hội, các đối tượng trong diện vay vốn từ gói 30.000 tỷ đồng hoàn toàn yên tâm sẽ được tiếp tục vay vốn ưu đãi trong thời gian tới. Phóng sự gói 30.000 tỷ gỡ khó cho người dân như thế nào cũng đã khép lại chương trình Kinh tế 24 giờ ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.